Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của tụi bóng đá. Kết thúc vị chiến thắng vừa qua với tỷ số là 1-0 trước đội tuyển U23 Thái Lan thì đã giúp cho Mbappé đã giành được cú đúp tấm huy chương vàng SEA Games và bất bại ở sân chơi này. Và cùng đó chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn hàng loạt những cái kỷ lục mà có lẽ rằng trong lịch sử bóng đá Việt Nam sẽ rất khó có một huấn luyện viên nào có thể làm được. Có thể thông tin này thì có một số quý vị và bạn cũng đã nắm được rồi. Thế nhưng chúng tôi vẫn xin gửi tới quý vị và bạn những thông tin cụ thể nhất liên quan đến những kỷ lục có thể nói rằng rất khủng khiếp của Mbappé. Hiện nay thì chỉ không chỉ là vừa qua bất bại tại SEA Games với việc không nhận bất cứ bàn thua nào, mà thậm chí thầy Park còn chưa thua bất cứ một trận đấu nào trong mọi giải đấu ở cấp độ đội tuyển U23 tại Đông Nam Á. Thầy Park dẫn quân đá tổng cộng 23 trận, trong đó có 21 trận thắng và hòa thôi. Và chu trận bất bại đó bắt đầu từ tận năm 2017 cho tới tận ngày hôm nay. Và thầy Park thì hiện nay cũng đã chính thức chia tay đội tuyển U23 Việt Nam sau SEA Games 31. Và tất cả các đội bóng tại Đông Nam Á hiện nay thì chắc chắn rồi sẽ không còn bất cứ một cơ hội nào để mà đánh bại thầy Park thêm một lần nữa ở cấp độ đội tuyển U23 cả. Và thậm chí thì xét ở thành tích thì thầy Park vẫn trở thành một nhà cầm quân vĩ đại nhất với 2 tấm huy chương vàng SEA Games, Á quân của U23 châu Á 2018, rồi top 4 của ASEAN 18. Và mở con số thống kê khác nữa thì thầy Park hiện nay sau khi mà đến Việt Nam từ hồi tháng 10 năm 2017 thì thầy Park đã được bầu Đức sang tận Hàn Quốc để mời về trả lương trong 2 năm đầu tiên. Và Mbappé cũng đã gây ra những sự kinh ngạc khi mà chỉ thua đúng một trận duy nhất tại Đông Nam Á trong 5 năm vừa qua thôi. Và đó là một thất bại với tỷ số 0-2 của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan tại bán kết lượt đi của kỳ AFF Cup 2020. Mà đó là trận đấu có rất nhiều những cái sạn tới từ trọng tài, những quyết định gây tranh cãi. Còn nếu không thì tôi nghĩ rằng ít nhất là trong trận đấu đó thì đội tuyển Việt Nam chúng ta cũng có được trận hòa. Thế nhưng trong tận 5 năm vừa qua mà chỉ nhận có đúng một thất bại trước một đội bóng đến từ Đông Nam Á thôi thì quý vị và bạn mới thấy rằng đây thực sự là một kỷ lục quá khó để cho bất cứ một huấn luyện viên nào sau này kế nghiệm thầy Park có thể tái lập được, thực sự là có rất khó khăn. Và có thể nhắc lại đến rằng là việc hiện nay thì thầy Park đến Việt Nam đó là việc ông đã nhận được rất nhiều những sự hậu thuẫn rất lớn tới từ chính Bầu Đức và VFF cũng như là tình yêu của cả người dân Việt Nam chúng ta nữa. Và chính tất cả những cái điều đó, sự đồng thuận đó tới từ tất cả những mọi người thì đã khiến cho thầy Park đã thuận lợi hơn rất nhiều trong công việc của mình. Và thầy hoàn toàn có thể yên tâm để cống hiến những điều gì tốt nhất dành cho bóng đá Việt Nam. Và đúng hơn thì thầy Park là một tài năng và là môi trường làm việc phù hợp nhất và thuận lợi nhất để cho thầy phát triển sự nghiệp của mình. Và đó đương nhiên cũng là một yếu tố rất quan trọng để Mbappé có được những thành công ngày hôm nay. Và trong xuyên suốt những chiều dài lịch sử của bóng đá Đông Nam Á thì chắc chắn Mbappé là nhà cầm quân thành công nhất, ít thua nhất và tạo nhiều cột mốc nhất ở trong lịch sử. Và như vậy là không chỉ thành công với bóng đá Việt Nam mà với cương vị là huấn luyện viên thì ông là một người thành công bậc nhất trong xuyên suốt cái chiều dài lịch sử của bóng đá Đông Nam Á nữa. Vâng, đó là những thông tin thực sự quá tuyệt vời mà chắc chắn thầy là một nỗi ám ảnh rất lớn dành cho tất cả các đội bóng tại Đông Nam Á và kể cả là Thái Lan nữa. Và vừa qua thì họ cũng đã thua chúng ta ở một trận đấu chính thức, đội tuyển chúng ta đã vượt qua họ với tỷ số 1-0 trong trận chung kết của SEA Games 31. Vì vậy mà chắc chắn những nỗi ám ảnh với Mbappé của những đội bóng Đông Nam Á sẽ vẫn còn dài dài. Và với chính những gì mà đã thất bại trong những giải đấu vừa qua và đã có một kỳ SEA Games thực sự là quá đau đớn dành cho U23 Thái Lan thì mới đây đội tuyển nước này đã triệu tập một đội hình cực khủng cho giải châu Á. Việc thất bại trước đội tuyển U23 Việt Nam trong trận chung kết và chỉ có được một tấm huy chương bạc tại SEA Games 31 thôi chắc chắn sẽ là điều khiến cho Thái Lan họ không mong muốn và cho đó rằng không phải là cái thành tích mà họ mong muốn khi mà giải đấu này diễn ra. Tuy là ngay cái giải đấu sau đó, đó là vòng chung kết U23 châu Á 2022 thì đội bóng này sẽ tiếp tục có cơ hội để phục thù được đội tuyển U23 Việt Nam khi mà hai đội đều nằm ở cục bảng C cùng với những Hàn Quốc và U23 Malaysia. Và để chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết U23 châu Á vào đầu tháng 6 tới đây, bên phía Liên đoàn bóng đá của Thái Lan cũng như là bà Manampang mới đây thì đã làm mọi cách và cuối cùng thì cũng đã công bố được chính thức danh sách triệu tập 30 cầu thủ vào chiều ngày 24 tháng 5 vừa qua. Trong số đó thì cũng có rất nhiều cái tên vừa qua đã thi đấu rất nổi bật tại SEA Games. Ví dụ như cầu thủ đó là Jonathan, tiền vệ Irfan Dolo, Benjamin David hay tiền đạo Patrick Gustason. Và đáng chú ý là vẫn là sự trở lại của hai thần đồng của bóng đá Thái Lan. Họ thực sự là coi những thần đồng. Đây là những cầu thủ thậm chí cũng đã thi đấu trong màu áo của đội tuyển quốc gia rồi. Đó chính là Thanawat và Supalat.
Hiện nay thì những cầu thủ như là Thanawat đang thuộc biên chế của đội trẻ của câu lạc bộ Leicester City tại giải Ngoại hạng Anh, và tiền vệ sinh năm 2000 đã chơi khá là ấn tượng khi mà vừa qua thì cũng đã giúp công rất lớn trong chức vô địch của Kia Cup 2021 của đội tuyển Thái Lan. Tuy nhiên thì ở tại SEA Games 31 thì cầu thủ này đã không thể có mặt khi mà câu lạc bộ đã không đồng ý nhả người. Và cái tên tiếp theo chắc chắn là một tên rất đáng chú ý tới từ Thái Lan, đó chính là Suphanat, thần đồng sinh năm 2002 của bóng đá Thái Lan. Và thậm chí cầu thủ này đang thuộc biên chế của câu lạc bộ Real Madrid cũng đã vắng mặt tại AFC 2021 do không bình phục chấn thương. Và hơn nữa thì tại SEA Games thì câu lạc bộ cũng không đồng ý nhả người. Và như vậy có thể thấy được rằng là tại vòng chung kết U23 châu Á 2022 tới đây của U23 Thái Lan, họ đang có một quyết tâm cực lớn để thể hiện được cái năng lực của mình, được sức mạnh của mình. Thứ nhất là họ rất mong muốn để phục thù được đội tuyển U23 Việt Nam sau khi đã có những trận thua bẽ bàng và thực sự đau đớn trước Việt Nam chúng ta. Và xa nữa chắc chắn mục tiêu của họ đó là tiến sâu tại vòng chung kết U23 châu Á, chắc chắn họ không mong muốn là sẽ phải dừng bước ngay tại vòng bảng. Một bảng đấu mà có cả những đội bóng tại Đông Nam Á như là Malaysia, như là Việt Nam và Thái Lan. Thực sự chúng ta có rất nhiều duyên nợ với những bóng đá của Thái Lan cũng như là Malaysia. Vì vậy mình hy vọng rằng với quyết tâm của Thái Lan, đương nhiên họ đang thực sự là đặt cái giải đấu này lên tầm quan trọng nhất sau khi thất bại trước đội tuyển U23 Việt Nam. Vì chúng ta đều thấy rằng tại SEA Games vừa qua thì bà tỷ phú Lam San đã làm quá nhiều điều để cho đội tuyển U23 Thái Lan có được cái lực lượng tốt nhất, có huấn luyện viên hay nhất. Thế nhưng với việc là thất bại trước U23 Việt Nam, chắc chắn họ sẽ không phục. Dù rằng là bà trưởng đoàn Lam San có khẳng định rằng là thất bại vừa qua là đáng phải khâm phục khẩu phục và không có gì phải bàn cãi cả, không có gì chối cãi cả. Nhưng chắc chắn trong thâm tâm của bà tỷ phú Lam San, chắc chắn là bà ấy sẽ không chấp nhận cái thất bại này và sẽ giúp cho đội tuyển U23 Thái Lan sẽ có được cái lợi thế lớn nhất tại giải đấu mà sẽ được tổ chức tại Uzbekistan vào ngày 29 tháng 5 tới đây. Và như thông tin chúng tôi có đưa thì hiện nay đội tuyển của chúng ta không chỉ là gặp đội tuyển U23 của Thái Lan trong giải đấu sắp tới, mà trong chiều ngày 24 tháng 5 vừa qua thì bên phía Liên đoàn bóng đá châu Á cũng đã tiến hành bốc thăm chia bảng của vòng loại U17 châu Á 2022. Và đặc biệt thì là thăm may rủi tiếp tục lại đưa đội tuyển U17 Việt Nam nằm chung bảng với đội tuyển U17 Thái Lan. Và có một điều rất đáng chú ý đó là Việt Nam đã được AFC chọn là một trong 10 nước chủ nhà đăng cai bảng đấu tại vòng loại U17 châu Á 2023. Và điều này mang đến một lợi thế không hề nhỏ một chút nào dành cho đội tuyển U17 Việt Nam, để cho chúng ta có được cái mục tiêu đó là giành vé đi tiếp dưới sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà. Và các trận đấu của vòng loại U17 châu Á 2023 sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 9 tháng 10 năm 2022. Các đội thì sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm, xếp hạng tại mỗi bảng, chọn ra 15 đội, 10 đội nhất bảng và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất của các bảng sẽ đi tiếp và thi đấu tại vòng chung kết với đội chủ nhà đã được đặt cách vào thẳng, đó là đội bóng Bahrain. Rành. Mà chính vì vừa qua khi mà đội tuyển U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan tại trận chung kết của SEA Games 31, cho nên hiện nay là mặc dù có rất nhiều giải đấu sẽ có sự góp mặt trong cùng bảng giữa Thái Lan và Việt Nam, nhưng rất nhiều các cổ động viên, những người hâm mộ bóng đá xứ sở chủ vàng hiện nay lại đang tỏ ra khá lo ngại khi mà sợ rằng sẽ tiếp tục thêm một lần nữa ôm hận trước đoàn quân áo đỏ. Và đây cũng là cái điều mà Thái Lan đã phải trải qua trong nhiều năm vừa qua, mà chỉ có duy nhất nó là trận bán kết của AFC 2020 họ có được cái niềm vui trước đội tuyển Việt Nam của chúng ta mà thôi. Vì vậy mà đương nhiên khi mà gặp quá nhiều những thất bại liên tục thì bóng đá Thái Lan họ rụt rè và có sự e dè, thì đó cũng là điều đương nhiên thôi. Và hy vọng rằng với cái tâm lý rất thoải mái hiện nay, với một tâm thế rất khác khi mà đối đầu với bóng đá của Thái Lan, thì chúng ta sẽ thành công ở trong cả tất cả những cái cấp độ giải đấu khi mà chúng ta có mặt của chúng ta cũng như Thái Lan trong vòng 4 bảng. Và tới đây thì bản tin của tuyển bóng đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo của tuyển bóng đá.